Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024, chiều ngày 5 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng, đoàn đại biểu Nhà xuất bản và phát hành quốc gia Lào và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Việt Nam đã tổ chức hội đàm cùng trao đổi một số vấn đề mà hai bên quan tâm và tổ chức ký biên bản hợp tác làm việc. Trong thời gian qua, việc hợp tác giữa hai nhà xuất bản đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Hai bên đã thống nhất, hàng năm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Việt Nam lựa chọn từ 10 đến 15 đầu sách lý luận dịch sang tiếng Lào để cung cấp cho lãnh đạo đảng, nhà nước, các cán bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và bạn đọc Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm. Đồng thời, ngay trong năm 2024, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định, hiệu đính bản dịch 15 đầu sách sang tiếng Lào, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trước đó, vào sáng ngày hôm nay, đoàn đại biểu Nhà xuất bản và phát hành quốc gia Lào đã tới thăm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in báo Nhân dân Đà Nẵng. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm tăng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị. Nghề in khắc gỗ thôn Thanh Liễu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã tồn tại gần 600 năm. Theo thời gian, nghề in ở đây đã dần bị mai một và hiện chỉ còn ít hộ giữ được nghề truyền thống. Với mong muốn đưa nghề in mộc bản trở lại với đời sống, mới đây tại Hà Nội, những bạn trẻ tâm huyết với văn hóa truyền thống đã phối hợp cùng các nghệ nhân để tổ chức chuyên đề Mộc bản Thanh Liễu, hành trình hồi sinh một làng nghề. Trải qua hàng trăm năm, nghề in khắc gỗ mộc bản làng Thanh Liễu đã lưu giữ in hàng nghìn bộ kinh sách, con dấu. Người làng đã đi mưu sinh và tạo nên nghề in khắc mộc bản ở nhiều vùng trong cả nước, tạo nên nhiều bản in rất có giá trị. Nếu mà theo nghiên cứu của tôi thì đây chính là nơi đầu tiên sản sinh ra cái nghề xuất bản in ấn của Việt Nam. Mộc bản Trường Nguyễn này hay là những cái bộ liên quan đến là Ký nghệ người An Nam này thì những cái tác phẩm này rất nổi tiếng. Có những cái thì là di sản tư liệu thế giới. Cũng có nhiều cái thì nó là di sản bảo vật quốc gia. Quá trình tôi tìm hiểu thì tôi được biết là chính những người nghệ nhân ở làng Thanh Liễu là những người mà góp phần tạo ra những cái tác phẩm như thế. Dù đã dần mai một, nhưng hiện nay có một số nghệ nhân vẫn rất tâm huyết, mong lưu giữ lại được nghề truyền thống này. Tại buổi ra mắt chuyên đề mộc bản Thanh Liễu, hành trình hồi sinh một làng nghề, các nghệ nhân đã chia sẻ với công chúng quá trình tâm huyết giữ nghề in khắc cổ. Cái nghề này thì nó cũng đòi hỏi là để tinh sản đấy, và kiên trì. Nguyện vọng của nhân dân trong làng cũng như bản thân chúng tôi rất là mong muốn được các cấp chính quyền quan tâm để giữ gìn đấy, và đồng thời là có nhiều cái cách để lưu truyền lại các thế hệ trẻ bây giờ đấy, để không để mai một đấy, và quyết tâm giữ cái nghề này. Dự án Mộc bản Thanh Liễu, hành trình hồi sinh một làng nghề, không chỉ là nỗ lực bảo tồn di sản mà còn tạo cơ hội để phát triển và đổi mới cho làng nghề Thanh Liễu. Thông qua các hoạt động sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về sự phong phú và độc đáo của làng nghề mộc bản, cũng như tầm quan trọng của việc bảo tồn nghề truyền thống này. Vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động phong trào Đường tàu, đường hoa và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới qua việc trồng hàng nghìn cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan hai bên đường tàu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai phong trào Đường tàu, đường hoa tại 34 tỉnh thành phố có đường sắt đi qua. Trong năm 2023 và đầu năm 2024, các đơn vị trong ngành đường sắt khu vực Sài Gòn, Bình Dương đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để triển khai mạnh mẽ phong trào đường tàu, đường hoa, mô hình mỗi cung đường một loài hoa, mỗi khu ga một điểm đến. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, gần 1.900 cây xanh và hoa kiểng gồm tia gôn và chuông vàng được ngành đường sắt và thành phố Thủ Đức triển khai trồng dọc hai hành lang đường tàu dài gần 4 km. Khu vực Sài Gòn, Bình Dương, đường sắt đi qua các địa phương, quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức và thành phố Dĩ An. Trong năm 2023, phong trào đường tàu, đường hoa được triển khai rộng rãi. Các buổi ra quân trồng cây xanh, hoa kiểng dọc hai bên đường sắt, góp phần tạo cảnh quan môi trường thân thiện cho khu vực.